Kính chào quý vị đang đến với chương trình Luật sư doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, tính đến hết năm 2019 đã có hơn 50% số điều kiện kinh doanh được cắt giảm. Tỷ lệ doanh nghiệp phải xin giấy phép kinh doanh có điều kiện đã giảm từ 58% trong năm 2018 xuống còn 48% trong năm 2019. Trong khi đó thì số doanh nghiệp gặp khó khăn khi xin giấy phép kinh doanh có điều kiện cũng đã giảm từ 42% trong năm 2018 xuống còn 34% trong năm 2019. Đó là những thống kê mới nhất về tình hình cắt giảm điều kiện kinh doanh trong thời gian qua. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn những câu chuyện doanh nghiệp kêu khó với điều kiện kinh doanh. Vậy việc cắt giảm điều kiện kinh doanh này đã đi vào thực chất hay chưa? Tiếp tục về đề tài cắt giảm điều kiện kinh doanh. Chương trình Luật sư doanh nghiệp tuần này phần 2 sẽ đi từ câu chuyện cắt giảm điều kiện kinh doanh, chất lượng có như kỳ vọng. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, nhìn một cách thực chất về mức độ cải cách các quy định về điều kiện kinh doanh trong thời gian qua, nhiều chuyên gia cho rằng điều kiện kinh doanh được cắt bỏ chủ yếu dưới hình thức đơn giản hóa, ít cắt bỏ, giảm mức độ yêu cầu về số lượng nhân sự hoặc giảm yêu cầu về quy mô diện tích của cơ sở vật chất, thể hiện dưới hình thức sửa đổi. Hiện tại vẫn còn một số điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý, không đạt hiệu quả quản lý và thiếu rõ ràng. Rõ ràng câu chuyện chất lượng của cải cách vẫn là một vấn đề đáng bàn và còn phải bàn rất nhiều trong thời gian tới. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau để hiểu rõ hơn về câu chuyện chất lượng cắt giảm điều kiện kinh doanh. Cải cách đang bị chững lại là điều mà nhiều doanh nghiệp lo lắng khi họ là người cảm nhận rõ nhất các lô hàng đang nằm ở cảng bỗng tăng thêm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, chi phí cũng mất thêm. Và đáng lo ngại hơn nhiều là thủ tục kiểm tra chuyên ngành sau khi được chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm thì quá trình hậu kiểm lại càng gian nan hơn. Với gần 100 doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thuốc thú y, từ khi thông tư 18 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về quản lý thuốc thú y được ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2018, thì họ luôn nằm trên đống lửa. Bởi thông tư 18 quy định, thuốc thú y phải công bố hợp chuẩn, hợp quy. Trong khi đa số sản phẩm thuốc thú y đều đã công nhận, dán tem đạt chuẩn GMP với tiêu chuẩn tương tự và thậm chí còn cao hơn quy định hợp chuẩn hợp quy theo yêu cầu của thông tư mới. Tôi nghĩ rằng là tự dưng mình lại làm một cái việc mà lại thấp hơn cái việc mình đã có là cái đăng ký lưu hành. Cái điều thứ hai là khi chúng tôi làm cái đăng ký lưu hành thì cái hồ sơ của nó đã khá đầy đủ rồi. Thế nếu như mà làm nữa thì thành ra lại là thừa không cần thiết. Chúng tôi đều có một cái suy nghĩ chung như nhau là đi làm hợp quy không có phần gì vào cái việc là tăng cường cái quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm, nhưng mà lại tốn một cái chi phí khá lớn. Thì chúng tôi muốn làm đầy đủ để công bố được tất cả các cái sản phẩm đã có giấy phép lưu hành, tôi chắc rằng cái chi phí không dưới 4 tỷ. Hay trong lĩnh vực dệt may, theo quy định dấu hợp quy hợp chuẩn phải theo từng lô hàng, nhưng doanh nghiệp này mỗi năm nhập hàng trăm vận đơn có in cũng không xuể. Vì thế cuối cùng, dấu hợp quy hợp chuẩn cũng chỉ để trình cơ quan nhà nước cho đủ thủ tục. Theo cái hướng dẫn ấy, thì là theo từng vận đơn thì vậy thì trên cái dấu hợp quy đó phải có số của từng lô hàng thì nó mới đúng. Thế nhưng mà tính đi tính lại thì nếu mà in lẻ như thế thì doanh nghiệp cũng rất là tốn kém. Vì cái in nhỏ thì chi phí nó tốn lắm, bởi vì người ta mất một cái chế bản in mà. Thì tôi cũng in nhiều và cũng in chung chung thôi, gọi là hình thức là mình có dấu hợp quy. Đấy là cái hình thức. Thế nhưng mà khi in rồi thì bây giờ sản phẩm tôi thực chất là in rất là nhiều nhưng mà cũng không biết dán vào đâu. Dệt may là hàng hóa mang tính thời vụ ngắn ngày, thời trang thậm chí chỉ tính theo tuần. Mỗi một ngày chậm sẽ là một ngày lo. Nhưng cái mà doanh nghiệp lo lắng hơn cả chính là những rào cản ngày càng tinh vi hơn, siết chặt doanh nghiệp hơn. Những ví dụ cụ thể nêu trên cho thấy, rõ ràng, những thông tư 18 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hay những quy định về kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra hàm lượng formaldehyde hay dấu hợp quy hợp chuẩn của Bộ Công Thương vẫn đang là những quy định khiến doanh nghiệp kêu khó. Và lời hứa cắt giảm càng nhiều, đôi khi lại khiến doanh nghiệp thất vọng càng nhiều hơn. Số liệu được Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương công bố cho thấy, tính đến hết năm 2019, đã có hơn 50% số điều kiện kinh doanh được cắt giảm. Tỷ lệ doanh nghiệp phải xin giấy phép kinh doanh có điều kiện
đã giảm từ 58% trong năm 2018 xuống còn 48% trong năm 2019. Trong khi đó, số doanh nghiệp gặp khó khăn khi xin giấy phép kinh doanh có điều kiện cũng đã giảm từ 42% trong năm 2018 xuống còn 34% trong năm 2019. Khi chúng tôi kiến nghị vào năm 2018-17 thì kiến nghị là trong số khoảng 4.000 điều kiện kinh doanh tại thời điểm đó thì lúc đầu kiến nghị là cắt bỏ 3/4 số đó. Chứ cắt giảm 3/4, cắt bỏ nhưng phải cắt giảm, không phải cắt và đơn giản hóa đâu. Nhưng sau khi cái kiến nghị cuối cùng trình lên Thủ tướng Chính phủ thì là cắt 50%, ít nhất 50%. Nhưng sau này văn bản ra là cắt giảm và đơn giản hóa ít nhất 50%, nghĩa là cái nhiệm vụ của cái sự cắt giảm này, nó cái nhiệm vụ cải cách này nó giảm rất nhiều và cái mục tiêu của nó rất là mờ, không rõ. Cái mục tiêu cắt giảm và đơn giản hóa 50% nghĩa là chúng ta không biết là cắt thì bao nhiêu, đơn giản hóa bao nhiêu, đơn giản hóa nghĩa là gì. Trên thực tế thì chúng, ngoài cái việc là chúng ta cắt giảm chủ yếu về việc là chúng ta giảm bớt cái mức độ yêu cầu về số lượng, thì hầu hết trong các lĩnh vực, hầu hết trong tất cả các lĩnh vực thì chúng ta đơn giản hóa nhiều hơn là chúng ta cắt bỏ. Và đơn giản hóa dưới hình thức là chúng ta giảm bớt cái yêu cầu. Ví dụ trước đây yêu cầu là 3 nhân viên thì bây giờ yêu cầu là 2 nhân viên. Hoặc là bị yêu cầu là diện tích thì trước đây là ví dụ như là 5m² thì bây giờ yêu cầu là giảm đi 3m² chẳng hạn. Ví dụ chủ yếu mà cái việc đưa ra những cái yêu cầu đó mà gần như chúng tôi thấy rằng là nó không có một cái cơ sở cụ thể nào cho việc cái đề xuất là tại sao lại là 3 cán bộ, tại sao lại là 5m² thì gần như những cái tiêu chí nó không rõ ràng. Bên cạnh đó thì cái điều kiện kinh doanh thì chúng ta dường như là chúng ta cắt về mặt số lượng thôi, nhưng điều kiện kinh doanh nó vẫn còn tồn tại, bởi vì nó là, đó là cái điều kiện tham chiếu các cái quy định pháp luật chuyên ngành khác. Nhưng mà điều kiện như vậy là điều kiện nằm trong điều kiện và giấy phép nằm ở trong giấy phép thì tồn tại khá phổ biến, đặc biệt trong lĩnh vực về an ninh trật tự cũng như là các cái chứng chỉ. Và để cấp chứng chỉ thì cũng phải có những cái yêu cầu về điều kiện, thì rõ ràng đấy là những cái rào cản để giấy phép nằm trong giấy phép. Không phủ nhận những nỗ lực trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh trong thời gian qua. Ví dụ, một số quy định tại các văn bản liên quan đến điều kiện kinh doanh về các tiêu chí không phù hợp, mang tính hình thức cũng đã được bãi bỏ. Cụ thể như Nghị định số 25 năm 2018 về hoạt động in, bỏ yêu cầu về trình độ đối với người đứng đầu cơ sở in. Hay điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch cũng đã bỏ yêu cầu người quản lý, nhân viên được tập huấn về nghiệp vụ du lịch. Điều kiện kinh doanh đối với việc thành lập một số loại hình cơ sở giáo dục đã bỏ yêu cầu phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương. Hay bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy. Đối với cái cải cách điều kiện kinh doanh thì chúng ta thực hiện khá là tích cực trong 3 năm từ 2017 đến 2019, nhưng mà thực hiện chủ yếu nhiều nhất là trong năm 2018. Khi mà chúng ta ban hành phải đến hơn 20 cái nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh trong năm 2018. Về chất lượng của các cái cải cách điều kiện kinh doanh thì có sự khác nhau giữa các cái bộ ngành. Có những cái bộ ngành thực sự là có những cái cắt giảm, và trong bản thân trong bộ ngành thì cũng đã có từng cái lĩnh vực khác nhau thì cũng có cái sự cải cách về chất lượng khác nhau. Tuy nhiên thì đánh giá chung thì chúng ta mới chủ yếu là cắt bỏ những cái điều kiện mà tương đối là đọc vào đã thấy bất hợp lý hoặc là không thực sự là tạo ra cái rào cản khó cho doanh nghiệp. Trong khi những cái điều kiện kinh doanh mà là rào cản thì chúng ta vẫn thấy vẫn còn những cái điều kiện đó, có thể là mức độ yêu cầu giảm bớt đi nhưng mà đó vẫn thực sự là những cái rào cản đối với doanh nghiệp, vì đó vẫn là quy định, vẫn còn quy định và vẫn còn cái thủ tục. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách thực chất về mức độ cải cách các quy định về điều kiện kinh doanh trong thời gian qua, điều kiện kinh doanh được cắt bỏ chủ yếu dưới hình thức đơn giản hóa, ít cắt bỏ, giảm mức độ yêu cầu về số lượng nhân sự hoặc giảm yêu cầu về quy mô diện tích của cơ sở vật chất, thể hiện dưới hình thức sửa đổi. Hiện tại, vẫn còn những điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý, không đạt hiệu quả quản lý và thiếu rõ ràng. Năm 2018,
thì các bộ cũng khá rầm rộ trong việc là thực hiện cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc cắt giảm đơn giản hóa. Và chúng ta nhìn thấy có hàng loạt những cái nghị định mới ban hành. Nhưng cho đến nay mà nói thực chất nó thế nào thì không ai trả lời được. Nhưng tôi cho rằng không thực chất bao nhiêu cả. Là bởi vì mục tiêu nó quá mờ, chúng ta không thể đánh giá được là cái phần mà gọi là đơn giản hóa nghĩa là gì. Và đơn giản hóa nghĩa là trên thực tế nó vẫn tồn tại. Mà trên thực tế nó vẫn tồn tại thì chúng ta biết là trên thực tế nó có hàng trăm hàng nghìn cách thực hiện khác nhau trên thực tế. Và do đó cho nên là cái việc thực hiện trên thực tế theo tôi nó cũng không mang lại tác động tác dụng bao nhiêu. Thực tế cho thấy, theo các chuyên gia, doanh nghiệp đánh giá tích cực về sự chuyển động trong cắt giảm điều kiện kinh doanh. Tỷ lệ khó khăn trong kinh doanh có giảm đi. Nhưng nếu nhìn lại thì khái niệm điều kiện kinh doanh chưa rõ, vẫn còn lẫn lộn giữa điều kiện kinh doanh và tiêu chuẩn kỹ thuật. Trước hết là ta phải xác định là cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cái gọi là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh là gì, bản chất của nó là gì. Thực ra thì bản chất của nó là một mặt về phía nhà nước là cái công cụ quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng về phía doanh nghiệp ấy, thì đó là rào cản đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Và rào cản đó nó làm tăng chi phí, nó làm thị trường trở nên méo mó hơn, nó làm cho gia nhập thị trường với chi phí cao hơn, tiếp cận cơ hội kinh doanh kém bình đẳng hơn, thị trường kém cạnh tranh hơn, cho nên là hoạt động của thị trường trở nên kém hiệu quả hơn. Và như thế làm giảm cái thúc đẩy tăng trưởng. Nói rằng là cái tư duy, cách thức quản lý chúng ta chưa đảm bảo điều kiện kinh doanh, chưa bảo đảm quyền tự do. Phải nói chúng ta phải thống nhất một điều rằng là cái điều kiện kinh doanh là giới hạn quyền tự do kinh doanh. Bởi vì quyền tự do kinh doanh được ghi nhận trong hiến pháp, trong luật doanh nghiệp, trong luật đầu tư. Và đây là một cái giới hạn của nhà nước đặt ra đối với quyền tự do kinh doanh. Và giới hạn này vì lợi ích công, vì an ninh quốc gia, vì trật tự an toàn. Cho nên khi nào phải chứng minh được rằng là nhu cầu phải giới hạn quyền tự do kinh doanh, cho nên cái phải rõ. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là một số lĩnh vực, một số ngành, người ta đặt ra điều kiện kinh doanh nhưng mà chả phải quy định gì cả. Thậm chí trong một số tờ trình của chính phủ chúng tôi thấy giải trình là đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước. Nhưng mà thực ra quản lý nhà nước không phải là mục tiêu. Quản lý nhà nước là một công cụ để đạt mục tiêu là lợi ích công, là trật tự xã hội, là an ninh quốc gia, chứ không phải đảm bảo mục tiêu quản lý, không phải là mục tiêu cuối cùng. Quản lý vì cái gì? Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại tình trạng các cơ quan quản lý nhà nước vẫn sử dụng các giải pháp hành chính để can thiệp vào thị trường. Việc sửa đổi danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện vẫn không được các bộ đồng thuận. Thậm chí, dù chính phủ rất quyết liệt chủ trương cắt giảm đơn giản hóa, song vẫn có cơ quan nhà nước muốn thêm các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chứ không phải bớt đi. Vậy liệu rằng có rào cản nào cho các bộ ngành trong việc hành động hay không? Tại thời điểm mà chúng tôi xây dựng luật, hai cái nghị định để hướng dẫn luật lâm nghiệp, luật thủy sản năm 2019 và trình chính phủ để chính phủ trình quốc hội thông qua hai dự án luật là luật trồng trọt và luật chăn nuôi, thì quan điểm của chúng tôi rằng tiếp tục bộ trưởng và chỉ đạo là tiếp tục cắt giảm các cái điều kiện đầu tư kinh doanh mà không cần thiết. Thực ra thì là chỉ đạo thì là như vậy, nhưng mà thực thi ở phía để đưa được cái chỉ đạo đó ở vào trong các cái văn bản quy phạm pháp luật thì là cũng là rất là gian nan và cũng rất là có nhiều cái sự khó khăn. Tuy nhiên, đứng trước việc các cải cách từ các bộ còn chậm hoặc những cắt giảm không đem lại hiệu quả thực chất, các chuyên gia về cải cách cho rằng điều này cho thấy vẫn tồn tại tư duy cách thức quản lý chưa đảm bảo quyền tự do kinh doanh, vẫn muốn điều kiện kinh doanh để quản lý nhưng cũng lại chính là giới hạn quyền tự do kinh doanh hiến định. Thậm chí đến nay, vẫn còn đây đó, những tờ trình của các bộ vẫn đặt mục tiêu ban hành các điều kiện kinh doanh là đảm bảo quản lý nhà nước. Nhưng điều này không đúng là vì quản lý nhà nước, không phải là mục tiêu của chính sách. Nhằm thúc đẩy cải cách điều kiện kinh doanh có hiệu quả trong thời gian tới, các bộ ban ngành cần tạo đột phá mới về cải cách điều kiện kinh doanh bằng cách thay đổi cách thức quản lý nhà nước, chuyển mạnh sang tư duy hậu kiểm.
Theo đó, doanh nghiệp được chủ động thực hiện các hoạt động kinh doanh khi đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về điều kiện kinh doanh, chỉ cần thông báo mà không cần xin phép cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời tự chịu trách nhiệm về việc đáp ứng các yêu cầu về điều kiện kinh doanh. Mời quý vị đến với những ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được về những khó khăn, những rào cản và những kiến nghị cho tiến trình cắt giảm điều kiện kinh doanh hiện nay. Thấy được đời sống xã hội thuộc lĩnh vực các đồng chí theo dõi phụ trách, có những vấn đề mà các đồng chí thấy rằng cần phải tiếp tục đổi mới cải cách để hướng một cái chính phủ vì người dân, vì doanh nghiệp, vì sự phục vụ. Một chính phủ liêm chính, hành động. Hành động tức là anh nói anh phải làm ngay, chứ không phải hành động anh nói là anh để lâu, anh chậm, anh ngâm tôm, anh chuyển qua, chuyển lại. Chứ mình đừng nói xui một chuyện không chứ, có nói mặt trái nữa. Người ta kêu trên nóng dưới lạnh, rồi cửa quyền hết dịch, trên rải thảm, dưới rải đinh. Những cái việc như vậy, cái còn tồn tại của chúng ta không? Bộ máy chúng ta có phục vụ thực sự không? Tất cả những cái việc đó, nó đưa ra một cái câu chuyện, đó là phải tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn. Cho nên giải pháp sắp tới của công chí là gì? Để xây dựng chính phủ, liêm chính, kiến tạo, hành động. Tôi nghĩ rằng chưa ai đánh giá được và cũng rất khó đánh giá. Vì đánh giá theo mức độ nào? Đánh giá theo mục tiêu mà đánh giá hoặc là đánh giá theo tác động đối với doanh nghiệp thì chúng ta phải có một cái đường cơ sở. Trước cắt giảm nó là gì và sau cắt giảm nó là gì thì chúng ta ước lượng được. Nhưng mà theo tôi, tuy vậy thì cũng rất cần một sự đánh giá. Nhưng cải cách kiểu nửa vời thế này thì rồi nó cũng phục hồi lại. Nó phục hồi lại. Cải cách bây giờ ấy, nếu mà triệt để thì thôi, bước đầu tiên chúng ta làm là như tôi nói phải cắt 3/4, bỏ luôn. Có người hỏi thế ông lấy căn cứ nào để ông kiến nghị là cắt bỏ 3/4, mà rất nhiều người chửi tôi, phê bình tôi như thế. Tôi nói tôi dựa trên nghiên cứu của tôi. Một là căn cứ khoa học để đặt ra cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Cái thứ hai là căn cứ thực tiễn về hiệu lực của nó. Nó có không? Nó chỉ là cái công cụ để cho công chức có liên quan lạm dụng, lợi dụng quyền lực để tư lợi thôi, chứ không phải là quản lý nhà nước gì cả. Cái thứ ba tôi căn cứ là căn cứ trên các thông lệ tốt quốc tế. Cái điều thứ tư rất quan trọng, vì đó là công cụ quản lý nhà nước. Tôi không cắt đi cái quyền quản lý của anh, tôi cắt công cụ. Công cụ này không có hiệu lực, tôi bỏ công cụ thì anh mới có suy nghĩ đánh tạo ra công cụ mới. Một cơ quan độc lập như này họ sẽ có cái nhìn rất là khách quan. Họ không đứng về phía cơ quan nhà nước hay là phía doanh nghiệp hay là phía người dân. Họ đứng với góc độ nhìn rất là độc lập. Thì họ sẽ đánh giá cái vấn đề nó khách quan hơn. Và cái đó họ chỉ biết phản ánh thôi. Còn phía điều chỉnh nhà nước phải nhìn vào đó để mà đánh giá. Bởi vì họ nhìn dưới góc độ khác. Đấy, thì nhìn vào đó họ có thể, nhà nước có thể đưa ra những cái chính sách căn chỉnh. Những cái sửa đổi như vậy về cơ bản thì đã bước đầu đã giảm thiểu được những cái vướng mắc trong thực tế. Tuy nhiên là vẫn còn rất nhiều những cái vấn đề khác nữa cần phải được sửa đổi. Ở các nước thì người ta chỉ ra rằng là để đảm bảo cái lợi công thì có biện pháp như là thanh tra kiểm tra, nó có thể là liên quan đến cái giám sát của báo chí, của xã hội, tức là có nhiều cái cách thức khác nhau đảm thúc đấy. Và thì giới hạn quyền tự do kinh doanh thường là phải là giải pháp cuối cùng. Bởi vì khi mà giới hạn quyền tự do kinh doanh thì anh phải hạn chế cạnh tranh. Giới hạn quyền tự do kinh doanh thì chỉ được một số doanh nghiệp nhất định được thực hiện hoạt động này thôi. Thì có nghĩa là giảm tính cạnh tranh của thị trường, là cho một nhóm doanh nghiệp này không phải có mục tiêu. Và thì đây là nguyên tắc mà thường ở các nước tiên tiến người ta xác lập. Đến đây chương trình Luật sư Doanh nghiệp xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và đừng quên chương trình Luật sư Doanh nghiệp được phát mới vào khung giờ 21 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.